Trời ơi, trời ơi, coi nó khen mình kìa. Trời ơi, đột. Anh đang bảo vệ anh thổ các bạn. Và vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái video này như là một cái dạng tài liệu để chúng ta có thể tham khảo. Như anh em newbie hoặc là những anh em trong giới bò sát, chúng ta có thể tham khảo qua video này. Khi mà anh em chúng ta gặp những trường hợp như là bé gồng út của chúng ta nuôi nè, bé kỳ đà của chúng ta đang nuôi nè, gặp những cái tình trạng như là bỏ ăn, bị tiêu chảy ha anh em. Tại sao mình luôn khuyên anh em là cái video này chỉ mang tính chất tham khảo, là bởi vì á, khi mà nhắc đến bệnh bò sát á, thì chúng ta chỉ có thể là nói chung chung thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn chữa mà chuyên luôn, chúng ta muốn đảm bảo 100% là con vật của chúng ta bị bệnh gì và nó cần phải điều trị và hỗ trợ sức khỏe như thế nào, thì đòi hỏi là anh em chúng ta phải cần phải có một cái điều kiện y tế nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà đến với bò sát của Việt Nam chúng ta thì hầu như là chỉ có một vài bác sĩ là chuyên về bò sát thôi. Còn lại á, khi mà chúng ta đem ra những tiệm thú y thì họ chỉ chuyên về chó mèo thôi. Đôi khi anh em chúng ta ẵm cái con kỳ đà ra thì những cái người bác sĩ ở trong đó họ cảm như là họ nhát tay, họ không dám chữa. Đến khi mà động nhỡ con kỳ đà chúng ta còn không dám động nữa. Thì đương nhiên là về vấn đề mà chữa bệnh cho nó thì rất là khó. Hầu như thì cái việc mà khi bò sát chúng ta bị bệnh á, thì anh em chúng ta chỉ có thể là truyền tay nhau những cái kinh nghiệm mà chữa bệnh của những người mà đi trước thôi. Như anh em thấy trong cái video không, mình nhử con chuột này từ nãy đến giờ nhưng mà cái con Savan này nó vẫn không chịu ăn, là bởi vì hiện tại trong cơ thể của nó đang bị bệnh và nó đang bị bệnh đường ruột, nó bị tiêu chảy khó tiêu các bạn. Vào trong một ngày trước á thì mình có vô tình mình quay lại một cái clip là như thế này đây, là em nó tiêu chảy và đi ra toàn là phân xanh và u gách thôi, và em nó bỏ ăn chừng cả gần cả tháng trời luôn, và bắt đầu em nó ốm lại và nó bị teo đuôi luôn các bạn. Và cái tình trạng của em nó phải nói là xuống sức rất là nhanh và rất là tệ. Bởi vì cái khi mà nó ở trong cái môi trường trước đó của chủ trước á, thì có thể là nó đã ủ bệnh rồi nhưng mà nó vẫn ăn uống được bình thường và nó chưa có phát bệnh. Đến khi mà nó giao lại cho mình thì do cái môi trường thay đổi đột ngột và do cái mà nơi ở của nó bị thay đổi đột ngột á, khiến cho nó bị stress và nó xuống tinh thần và nó suy giảm hệ miễn dịch, nó yếu yếu hơn một tí và cuối cùng là nó phát bệnh luôn. Nè, đây là cái những cái loại thuốc mà mình đã từng sử dụng để mà chữa cho bé Savan của mình ha. Đây, cái này thì mình đi ra ngoài mấy cái tiệm thuốc thú y anh em, thì mình tìm mua những loại thuốc này về. Đây, với cái loại này. Thì trong đây nó sẽ có hướng dẫn hết như là anh em chúng ta sử dụng bao nhiêu cái tỷ lệ như thế nào để chúng ta pha với nước, để mà chúng ta cân đo đong đếm làm thế nào đó để pha được cái điều lượng tốt nhất cho bé Savan mình ha. Tại vì Savan của mình á, nó đi phân xanh, chính vì thế cho nên mình sử dụng cái loại này. Tại vì trong đường ruột của em nó, cái loại này đặc trị cho phân xanh nè. Chứ mình sử dụng điện giải, tại vì nhiều khi em nó bị chảy á, cho nên nó thiếu nước, nó mất nước, cho nên mình sử dụng cái này để mình bù nước lại cho nó ha. Rồi chỉ có nhiều thôi, rồi kiên trì mỗi ngày anh em pha với nước rồi trút ra bơm vô miệng của nó cho nó uống. Đôi khi nó đói quá thì mình cũng phải nhét thôi, chứ nhiều khi cũng không biết sao nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình cảm thấy nó chịu ăn được con dế rồi, cũng ok, cũng ổn. Giờ cũng đang tranh thủ phơi nắng cho nó. Hôm nay nó cũng không dữ lắm, không dữ rồi. Nó bảo vệ tranh thủ rất là dữ nha. Giờ sẽ thử lại ha, mình sẽ để con Dubia này vào trong đó luôn. Trời ơi, con nó khe mình kìa. Trời ơi, đột. Anh đang bảo vệ anh thổ các bạn. Nói chung là cũng khỏe đây rồi. Nè, đây đi con. Ở đây thì mình sẽ pha ra cho tất cả anh em chúng ta xem ha. Trong đây nó có ghi nè ha, là 3g cho 1 lít nước uống. Nhưng mà trong đây chúng ta chỉ có cho là bé Savan của mình một lượng ít thôi. Chính vì thế cho nên chúng ta sử dụng khá là ít thuốc. Còn cái bịch thuốc này á, thì nó sử dụng là 1g cho 1 lít nước uống. Và cái cỡ liều lượng của loại thuốc này nó mạnh hơn cái viên vừa rồi, cái bịch vừa rồi. Chính vì thế cho nên chúng ta cũng sẽ sử dụng ít thôi. Và nó ít hơn cái khoảng lúc nãy ha. Anh em mình sẽ pha chung với cái lượng nước này luôn.
video mà mình cho con sao van của mình nó uống thuốc á thì nó hơi bạo lực một tí, và mình nghĩ là YouTube nó sẽ đánh giá cái video này là ngược đãi động vật. Bởi vì khi mà mình cho sao van uống á, mình luôn giữ chặt hai bàn tay của nó để cho nó đừng có cựa quậy nhiều, và mình cậy miệng của nó ra để cho nó uống anh em. Thì mình nghĩ là cái video này YouTube nó sẽ đánh giá bạo lực ngược đãi động vật này kia, cho nên nó sẽ khóa kênh này nọ đủ thứ, cho nên mình chỉ có thể là hướng dẫn anh em chúng ta tới đây thôi ha. Còn việc anh em chúng ta cho nó uống á, thì chúng ta có thể sử dụng kim tiêm hoặc là chúng ta sử dụng những loại ống hút á, để chúng ta rút cái lượng nước này ra mà chúng ta bơm vào miệng của nó. Và khi mà chúng ta thấy là bé Savan của mình nó bỏ ăn lâu quá thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ thêm cho con Savan là bằng cách chúng ta sử dụng các loại dế á, để chúng ta cho nó ăn. Bởi vì mình thấy như là dế á, thì thịt nó dễ tiêu hơn rất là nhiều so với Dubia hay là thịt gà, và nó mềm hơn nữa. Khi mà anh em chúng ta cho ăn thịt dế thì mình thấy là bé nó từ từ nó sẽ hồi phục lại thôi ha. Và chỉ có bấy nhiêu thôi, cũng chẳng có quá gì cao siêu lắm đâu. À, về còn chất điện giải á, thì khi nào mà anh em chúng ta muốn bé nó uống nước á, thì thi thoảng là tầm 1 đến 2 ngày thì chúng ta có thể pha ra với nước để chúng ta có thể là bù lại các loại khoáng và các loại nước để cho bé nó. Để tại vì cái khi mà nó tiêu chảy á, thì nó thải ra rất là nhiều nước, và bên cạnh đó là bé của nó sẽ bị mất nước và mất cái chất đi rất là nhiều. Và khi chúng ta sử dụng điện giải, chúng ta sẽ bù khoáng, bù nước lại cho em nó, sẽ hỗ trợ thêm cho em nó một phần nào đấy. Và cuối video này thì mình cũng xin nhắc lại với tất cả các anh em ha, là đây chỉ là một cái video để anh em chúng ta mang một tính chất tham khảo thôi. Thì mình đã chữa được cho bé Savan của mình thành công sau 2 tuần liên tiếp là bé nó bỏ ăn và nó bị tiêu chảy. Và cuối cùng thì em nó cũng đã chịu ăn trở lại và khỏe khoắn bình thường trở lại rồi. Nhưng mà đến với tất cả các anh em á, thì sẽ có những tình trạng là con Savan này nó bị bệnh như thế này, con Savan nó bị bệnh như thế kia, hay là con kỳ đào của tất cả các bạn á, nó bệnh nặng hơn và nó không có chịu nhận cái loại thuốc này mà nó chịu những loại thuốc khác. Chẳng hạn đại loại những điều như vậy thôi nha. Thì lúc này anh em chúng ta cái điều tốt nhất là mình nghĩ anh em chúng ta nên, lúc nào mình cũng khuyên cái điều này hết, chúng ta nên có một cái hội nhóm riêng cho mình về những anh em chơi bò sát chung với mình nè, về một cái cộng đồng chung với mình, để khi mà chúng ta gặp những cái tình trạng như thế này thì chúng ta có thể là đăng lên đấy và tìm hiểu thêm về cái loại bệnh mà cô Savan mình đang gặp, và mình có thể là giao lưu đối với tất cả mọi người để mình chúng ta có thể là trao đổi cái kinh nghiệm qua lại, để chúng ta có thể là giúp đỡ cho những con pet, những con vật cưng của mình ha. Nói chung là trị cho bệnh cho các em này thì mình cũng đã đi tìm hiểu rất là nhiều nơi. Mình cũng mua một vài loại thuốc về bò sát trên mạng nè. Và sau đó là mình cũng có đi tìm hiểu thêm từ những người bạn bè, từ những người anh em chung với mình chơi chung hồ bò sát á, thì họ cũng đã hỗ trợ mình hết mình. Và thực sự là cũng rất là nhờ những cái công lao của những anh em đó mà mình mới có thể là chữa được bệnh cho bé này. Và bây giờ thì em nó đã khỏe hơn rồi, em nó cũng đã chịu ăn rồi. Thật sự là rất là mừng luôn. Mình tậu cái em này trong cái khoảng thời gian là ngày 1 tháng 7 âm lịch luôn anh em. Ngay chân đầu tháng 7 âm lịch cô hồn luôn. Rồi cuối cùng bé nó về thấy bệnh. Trời ơi, nó mở màn phát súng quá trời cực luôn. Chăm nó muốn gần hết tháng luôn á. Thấy nó ăn được một cái nó mừng, nó nghe dễ sợ. Và video của mình đến đây cũng là những cái lời kết cuối cùng rồi. Thì khi nào mà anh em chúng ta có một gặp thắc mắc gì đó, chúng ta có thể liên hệ với mình qua đường link Facebook mình để trong phần mô tả ha. Và bên cạnh đó, anh em chúng ta cũng có thể tham gia vào cái group Việt Nam Pet Keeper do bản thân mình lập ra. Thì cái đây cũng là một cái group nhỏ thôi để anh em chúng ta có thể là trao đổi và giao lưu ở trên đấy về những loài bò sát, về những loài thú cưng mà anh em chúng ta đang nuôi ha. Và cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video của tuần sau vào khung giờ 19:30 thứ sáu hàng tuần. Rất mong được anh em chúng ta đón nhận và chia sẻ ha. Và chúc cho anh em thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc cũng như là cuộc sống này nha. Còn bây giờ thì bye bye.